Liên quan đến tiến độ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam Metro Bến Thành Suối Tiên, sáng nay Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến kiểm tra thực tế quá trình thi công các gói thầu thuộc dự án này. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến kiểm tra trực tiếp các hạng mục công trình đang thi công thuộc gói thầu số 2 xây dựng đoạn đường sắt đi trên cao. Điểm bắt đầu của gói thầu này là nhà ga ngầm Ba Son. Công trình sẽ vượt sông Sài Gòn và đi song song với tuyến xa lộ Hà Nội. Hiện tại, khối lượng thi công tổng thể đạt khoảng 15% khối lượng hợp đồng, thời gian thi công dự kiến khoảng 56 tháng. Tại bãi đúc dầm thuộc Depot Long Bình, quận 9, Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị các hạng mục công trình đi trên cao. Đây sẽ là nơi tập kết các thiết bị cơ điện, đường ray, toa tàu và các thiết bị bảo dưỡng. Khi dự án đi vào hoạt động, khu vực này sẽ là bãi đậu của các tàu điện ngầm. Tuy nhiên hiện tại, dự án đang vướng phải công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Bình Dương phải quyết liệt trong công tác bàn giao mặt bằng chậm nhất là tháng 10 năm 2014, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án. Khó khăn nhất hiện nay là phải đảm bảo yếu tố an toàn của dự án trước tác động của thiên nhiên như động đất, sóng thần, đồng thời chưa có những quy chuẩn, tiêu chuẩn về đường sắt đô thị quốc gia một cách thống nhất khi đưa vào sử dụng. Trên toàn bộ các quy phạm, quy chuẩn thì giao Bộ Giao thông các đồng chí phải rà lại, Bộ Giao thông, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ các đồng chí phải rà lại. Bây giờ chúng ta có quy định về luật pháp cho phép công nhận tiêu chuẩn nước ngoài. Thế nhưng mà chúng ta phải chuyển được cái quy phạm đấy sang Việt Nam để công nhận, chứ không phải là tôi công nhận cái ông này nhưng mà ông viết bằng tiếng nước ngoài ở đâu đấy mà để sử dụng trong nước là không được. Thứ nữa là gì? Đồng bộ cái tiêu chuẩn đấy với các loại công nghệ và các quốc gia tài trợ khác nhau. Đấy là vấn đề mình phải tính đến. Trong buổi làm việc sáng nay, Phó Thủ tướng cũng chấp thuận chủ trương cho thành phố Hồ Chí Minh thành lập công ty đường sắt đô thị theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 100% vốn nhà nước, nhằm thuận tiện cho việc huy động các nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Theo kế hoạch, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên Bến Thành Suối Tiên sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019.